Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần một tháng nữa, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 sẽ được tổ chức. Vào thời điểm này, cùng với việc triển khai tốt phương pháp ôn thi phù hợp, ổn định tâm lý cho học sinh, nắm chắc thông tin về kỳ thi, thì ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành địa phương liên quan trong tỉnh để chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi được diễn ra tốt đẹp. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về vấn đề này. Thưa ông, đến thời điểm này thì có lẽ mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay đã sẵn sàng. Vậy thì để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tổ chức kỳ thi quan trọng này thì Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã có những hoạt động, những cái công tác gì trọng tâm để chuẩn bị cho kỳ thi này? Để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 này thì Sở đã chuẩn bị rất là nhiều điều kiện. Có thể kể ra một số cái nội dung chỉ đạo chính, chuẩn bị chính. Thì nhất là chuẩn bị cho học sinh. Thì học sinh được ốm, được rèn, được luyện theo cái cách thi mới của bộ. Thứ hai là chuẩn bị cho các cháu có một cái đợt thi thử để biết sức của mình, để rồi rút kinh nghiệm trong dạy của giáo viên, những cách học của mình, để rồi tiếp tục ôn luyện để đáp ứng yêu cầu. Cũng chuẩn bị cho các cháu đăng ký để xét tuyển vào các trường đại học, làm các cái dữ liệu thi, chuẩn bị cho các cháu học cái quy chế, nắm chắc cái quy chế, nắm chắc cái tâm lý. Thì tất cả đó là cho học sinh thì khá cơ bản. Thứ hai là chuẩn bị cho cái công tác chỉ đạo, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh cái chỉ thị về cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia của tỉnh Thừa Thiên Huế. Cái thứ ba là chuẩn bị trong nội bộ ngành và phối hợp với các ngành để chuẩn bị. Thì chuẩn bị thi là cũng rất cụ thể rồi. Chúng tôi đã đi khảo sát tất cả và quyết định chọn 32 điểm thi ở trong toàn tỉnh này, nằm cơ bản là nằm ở tại các huyện, thị xã, thành phố để tạo điều kiện cho thí sinh theo đúng nghĩa của quy chế. Trên cơ sở đó thì đã chuẩn bị một bước về nhân sự. Theo chỉ đạo của bộ thì chúng tôi phối hợp để điều động ở đại học và cao đẳng gần 750 người tham gia công tác coi thi, cũng điều động ở trong ngành trên gần 1.500 người để rồi đáp ứng yêu cầu công tác coi thi, phối hợp với công an để rồi có một lực lượng bảo vệ các kỳ thi vân vân. Tính mọi cái nội dung thì tại thời điểm này là chúng tôi thấy là nó rất cơ bản. Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo không chia làm hai cụm thi như mọi năm mà chỉ có một cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Vậy thì sự thay đổi này có gây ra những khó khăn gì cho ngành trong công tác tổ chức không thưa ông? Năm nay là chúng tôi chủ trì cụm thi, đứng độc lập chủ trì cụm thi, nhưng mà không phải là tất cả. Mà nhân sự thì chúng tôi đã nói là Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo là điều động của Đại học Huế 700, của cao đẳng sư phạm gần 50. Thì cái đó là cái lực lượng đó sẽ hỗ trợ chúng tôi, phối hợp với chúng tôi trong công tác thanh tra thi, giám sát thi và công tác coi thi. Thì cái đó nó cái phối hợp này là chúng tôi đã họp với nhau một phiên rồi, và đã có cái trao đổi với nhau rất cụ thể rồi. Phương án 2, phương án dự phòng, nếu máy móc chúng tôi hỏng thì chúng tôi sẽ dùng được các anh. Thì cái đó là phối hợp chặt chẽ chứ cũng không phải có những khó khăn gì lớn. Được biết vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo cho các trường tổ chức kỳ thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia. Và ông có thể đánh giá sơ bộ về kỳ thi này, phản ứng của các học sinh như thế nào và những kinh nghiệm rút ra để có thể làm tốt hơn trong kỳ thi chính thức sắp diễn ra? Kỳ thi thử này thì thực ra là một cái cuộc tập duyệt. Phóng đề thì theo phóng đề của bộ, cách làm theo cách làm của bộ, nhưng mà chúng tôi cũng đơn giản một số khâu. Chỉ vì vậy cho nên hiện nay tại thời điểm này thì chúng tôi chưa tập phóng xong cái dữ liệu. Tuy nhiên là chúng tôi thấy là cũng thấy là học sinh thì là quen được cái cách, giáo viên cũng quen cái cách mà coi thi, quản lý cái phòng thi. Thưa ông, như vậy là chỉ còn gần một tháng nữa thì kỳ thi Trung học Phổ thông sẽ chính thức diễn ra. Vậy thì ông có những cái lời gì căn dặn cũng như chia sẻ đối với các thí sinh và các đơn vị trường học ạ? Tinh thần là con nước là con tạp. Cái khối thời gian vật chất còn lại cũng nhiều chứ không phải ít, một tháng cũng nhiều. Nếu quan tâm, quyết tâm, tập trung, đua nước rút thì đó cũng là cái cơ hội, đó cũng là cái điều kiện để các cháu trúng tuyển. Cho nên các cháu hãy tập trung toàn bộ sức lực của mình, dành thời gian một cách thỏa đáng, kết hợp nhiều cách để chúng ta có một cái ôn luyện cách chắc chắn. Phải hết sức kỹ thuật, căn cứ vào từng dữ liệu để các cháu làm bài để có một kết quả cao nhất. Vì kết quả này là 2 trong 1, để vừa xét tốt nghiệp nhưng lại vừa là cái điều kiện để vào
Đại học Công đẳng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông về những chia sẻ hôm nay ạ.